Chào anh em và tất cả mọi người, rất vui và được gặp lại anh em trong video hôm nay. Thì trong video hôm nay á, Vinh có nhận được một con xe Jupiter Dover này anh em. Thì cái dòng máy, những cái dòng xe này thì nó cũng giống như xe Sirius, những cái Jupiter Gravita rồi thôi, giống như cái dòng xe Sirius, nó y chang nha anh em. Thì con xe này đang bị mắc cái lỗi là đang đi mà tự nhiên giảm số không được anh em nha. Giảm số trước số sau gì cũng không có được hết, nó cứng ngốc à. Đây anh em, đây là một cái con xe Jupiter. Jupiter này dành đã đi rải rồi nha anh em nha, không còn tem mạc gì hết. Thì nó đang bị số giảm không được này anh em. Đó, cứng ngốc này, không vào số luôn, không vào được số luôn, không vào được số luôn anh em. Và sau khi Vinh tháo ra, đã biết được cái nguyên nhân của nó, thì hôm nay xin phép được chia sẻ cùng anh em luôn nha. Thì trước khi chia sẻ về cái lỗi này, thì Vinh cũng xin chia sẻ một cái lỗi trên cái con xe này trước. Có một số anh em có thắc mắc với Vinh về cái vấn đề này, về cũng là cái phần bên côn nha anh em nha, cũng cái phần bên côn. Thì có rất nhiều anh em hỏi Vinh đó. Thì khi tháo ra làm côn đó anh em, khi tháo ra những cái dòng xe này, tháo ra làm côn mà thấy cái nhông hú á, cái nhông hú sau á, cái nhông nồi sau này anh em, nhông nồi sau là cái nhông đây anh em nha. Đó, thì nó bị làm như thế này nè anh em, làm như thế này. Đó, thì anh em nói là cái này nó bị hỏng, thì có một số anh em đã đi đóng cái cao su lại cho nó chặt lại. Và có hỏi Vinh thì có cần làm như thế không anh em nha. Thì hôm nay là trong video hôm nay Vinh chia sẻ với anh em là cái này là nghiêng rin nó như thế anh em nha, nghiêng rin nó như thế, nó đã lỏng rồi. Khi anh em nếu anh em không tin thì cứ lấy một con xe mới hoàn toàn mua trong hãng về, anh em tháo cái nắp côn ra lắc thử cái nhông hú này, nó có hú và nó có rơ như thế này anh em nha. Đó, chắc chắn là nó sẽ rơi y chang vậy luôn. Mà cái này là nghiêng rin nó đã thiết kế như thế thì nó cũng sẽ không có giọng rồi, anh em đừng có lo nha anh em nha. Nó không có giọng rồi đâu anh em, khỏi lo, tại vì những cái dòng xe này là nó thiết kế nghiêng rin nghiêng bàn nó như thế rồi, cho nên anh em cũng không cần thiết phải đóng lại, đóng cao su lại cho nó tốn kém. Đây anh em, thì mình tháo ra cái nào nó cũng như cái nấy hết. Thường có một số anh em thì những cái dòng xe này nó hay bị ra con ốc đớ đờ anh em, con ốc bạc đạn đờ đó, thớt đờ, thì nó phát ra cái tiếng giọng. Thì anh em khi anh em tháo ra mà chưa, có khi mà anh em chưa tháo cái vô lăng, chưa cạo vô lăng ra ấy, thì cái thớt đờ này nó thiết kế anh em chìm ở phía bên trong, cho nên anh em không có thò tay hoặc là anh em thấy được nó lỏng, cho nên anh em mới tháo cái phần côn ra và thấy cái nhông hú sau này, nhông nồi sau này nó lách như thế này, anh em đóng lại nhưng mà nó vẫn kêu. Thì cuối cùng anh em mới điện thoại cho Vinh và hỏi Vinh, thì Vinh có nói là tháo cái cạo vô lăng ra, thì đúng là cái thớt đờ nó đã bị ra, còn máy gai nó mới giọng. Thì anh em nên khi nó bị giọng như thế thì anh em nên lưu ý cái phần nhông này không phải anh em nha. Rồi, và quay trở lại với cái lỗi của con xe này, thì theo khi Vinh là tháo cái bộ côn ra, tháo hết rồi anh em. Xe này là một con xe đi rải, cái chân đờ này nó đã hàng luôn. Bây giờ là mình phải cắt ra để mình thay cái mới luôn. Anh em đã tháo ra hết rồi, máy rất là dơ, quá dơ luôn. Rồi, và mình sẽ thử giảm số cho anh em xem nha, lý do nào mà nó không vào số được anh em.
Đó, kẹt này nè. Đó, kẹt này, không vào được nữa nè nè. Đó. Đó. Khi mình tháo cái bộ côn ra, cái lúc đầu thì nó cứng luôn anh em nha. Lúc đầu thì nó cứng luôn, cứng luôn, cứng ngắc luôn, không có đào dập tới đập đuôi được. Thì khi mình tháo ra thì đã biết được cái lỗi và mình khèo nó ra. Khèo nó ra thì giờ nó đã vào số được. Nhưng mà bây giờ tới lúc này, tới giờ này nè, nó đã kẹt lại này anh em. Đó, kẹt lại khi dầm số trước không được nữa. Thì anh em có thấy cái gì chưa? Đó, ngay chỗ cái con heo đó, ngay chỗ cái càng móc đó. Cái sau này anh em, cái sau này đó, ngay chỗ cái càng móc, móc số này anh em. Cái đoạn ngay cái lò xo quang lực này, anh em có thấy cái gì khác thường không? Đó anh em, sau khi mình tháo ra thì đã thấy cái con ốc, con ốc sau này anh em, ốc sau nó đã rớt ra và nó kẹt ở vị trí này. Thì lúc này nó kẹt ở giữa cho nên mình dậm trước dậm sau gì cũng không được anh em nha. Đó, nó đã dang ra ngoài luôn này anh em. Đó, sau khi mình dập một hồi là nó đã dang ra ngoài luôn. Đó anh em, con ốc đây. Đó, tại vì cái dòng xe này là xe đi núi đi rừng cho nên nó hơi rần. Đó, cái độ rần nó rất là cao. Nhưng mà cũng không biết vì lý do nào con ốc này nó rất là khó ra nha anh em nha. Nhưng mà nó đã bị ra. Thì trên xe cộ thì không có cái chuyện gì là không thở anh em nha. Đôi lúc mình nghĩ là những cái bệnh nó không thở xảy ra, nhưng mà thực chất thì nó lại xảy ra nha anh em nha. Dậm cắn mốt con ốc luôn này nè. Rồi, vậy là cái video chia sẻ của Vân năm nay đó là kết thúc. Chúc anh em nhiều sức khỏe, thành công hơn trong công việc như trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video clip sau.